The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Màu sương gió ngừng gót xuôi ngược để tìm về nơi bên mơ. Mến cũ ngày xưa người đi không một lời từ giã, anh có cửu long nước sông buồn mang má tôi yêu hoàng hôn Đà Lạt sau. Tôi và anh cùng mang chung tâm sự thương quê nghèo sau những ngày tháng loạn ly. Jimmy Thái Nhật xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và xin mời quý vị cùng đến với chương trình The Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, hôm nay Jimmy có hân hạnh mời một trong những tên tuổi mà chúng ta yêu mến trong bộ môn nghệ thuật cải lương, một trong những người mà được soạn giả Nguyễn Phương ở bên Canada mệnh danh là người kỳ tài trên mọi lĩnh vực nghệ thuật. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón nghệ sĩ Chí Tâm. Con xin chào chú. Chào Jimmy. Trước hết Chí Tâm kính lời chào tái ngộ đến tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị em đang thưởng thức chương trình Jimmy Show trên đài truyền hình mà quý vị đang xem màn ảnh nhỏ. Cũng như thỉnh thoảng thì Jimmy cũng có đưa lên những cái trang mạng để mà bà con khắp nơi được thưởng thức những chương trình như thế này. Theo dõi nhiều chương trình khác thì Jimmy đã mời được những người mà quý vị đã từng yêu mến trong lĩnh vực nghệ thuật, đã gặp gỡ được các cô chú, các anh chị. Thì ngày hôm nay thì Chí Tâm cũng được cơ hội để mà có thể gặp gỡ đến tất cả bà con, quý vị khán thính giả khắp nơi, cũng như gặp Jimmy để có đôi lời tâm tình và chia sẻ những điều mà Jimmy sẽ đại diện cho quý vị để đặt những cái câu hỏi mà quý vị thắc mắc gửi về Jimmy. Cảm ơn chú. Khi mà con dọn xuống Cali thì chú cũng đã dọn ở chỗ khác, cho nên hai chú cháu mới ít có dịp gặp nhau. Trước đây vài năm thì gặp Jimmy tới để mà dự thi trong cái chương trình tuyển lựa ca sĩ của đài. Cũng có tới Chí Tâm đàn cho Jimmy hát, rồi để chia sẻ những cái chỗ nào mà Jimmy còn khuyết điểm, hoặc là có những chỗ hay thì nên giữ lại thì cũng giọng hát cũng được. Nhờ vậy mà vào được vòng chung kết. Bây giờ thì chú Chí Tâm dọn lên Seattle. Trước đây một năm thì ở Portland, rồi Seattle cũng có nhiều chỗ để mà phát triển về business, cho nên các con chọn ở Seattle nhiều hơn, nên ở Seattle từ một năm nay. Chú ơi, hôm nay con gặp chú ở đây thì con muốn hỏi chú về những đoạn đường chú đã đi qua sinh hoạt nghệ thuật. Con xin chia làm 3 giai đoạn. Thứ nhất là ở trước 75 ở trong nước, sau đó là sau 75 ở hải ngoại là bên Pháp và cũng như là bên Mỹ. Hôm nay chúng ta trở về thời gian đầu tiên của chú. Chú ơi, chú học hát là từ năm bao nhiêu tuổi và trong nhà chú có ai hướng dẫn chú vào con đường nghệ thuật cải lương không? Ngày xưa thì ba của chú Chí Tâm là người Việt gốc Hoa, cho nên chuyên về buôn bán thương mại nhiều hơn. Rồi ổng cũng rất là thích văn nghệ, cho nên hồi thời trẻ thì ba của chú Chí Tâm cũng biết đờn guitar phím lõm. Từ năm 18 tuổi rồi cũng đi trong miền Nam thì ai ai cũng chơi đờn ca tài tử, rồi những cái chương trình cổ nhạc ở thôn quê. Quê là ở Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Quê Trà Ôn thì quý vị nghe cũng hơi quen quen phải không? Đúng rồi. Là chỗ của ông Út Trà Ôn đã sinh trưởng ra. Rồi Chí Tâm cũng sinh trưởng ở Trà Ôn. Thì từ 6 tuổi, 7 tuổi cái tự nhiên có lẽ là nơi đó bà con cũng nghe những đoàn hát về hát như là đoàn Kim Chưởng, rồi các đoàn Phước Chung, đoàn này đoàn nọ, Phụng Kiều, đoàn
trở về chào ông hát. Dạ. Thì lần nào mà đoàn về hát thì Chí Tâm cũng được bà ngoại dắt đi coi. À. À, bà ngoại là thích cải lương cho nên bà ngoại dắt đi coi. Đi coi rồi không biết, chắc là có lẽ từ đó thì những tiếng hát, lời ca, những ánh đèn sân khấu này kia thì cậu bé chào ông thì thích quá cho nên mới đi học. Thì từ lúc 6 tuổi thì các em nhỏ mới sanh thì được anh ba Chí Tâm hát ru đưa giọng này kia theo những cái lời ca mà mình mới học ráp vần từ chỗ 7 tuổi 6 tuổi đó, thì đã mua những cuốn bài ca về cái mình hát, mình ru em mình. Ru em mình thì ở kế bên nhà lại có một cái chú đó, chú dạy hát. Chú tên là chú Minh. Chú Minh dạy hát thì chú Chí Tâm mới xin vô học. Vô học hát thì chú Minh dạy. Từ đó rồi bắt đầu biết nhịp, rồi biết những bài ca, rồi ở nơi chào ông thì có nhiều ban nhạc, gọi là nhạc lễ ở chùa. Nhất là ông Mười Kiên. Ông Mười Kiên chứ không phải ông Bùi Kiên như là trong trong internet đã nói đó. Thì Mười chứ không phải Bùi. Mười Kiên và ông Mười Ngoạn, rồi ông Mười Lại, bác Năm Thân, bác Năm Thê, cũng có nhiều người nhạc sĩ. Có bài hát gì thì chia sẻ thì và cũng như tập cho chú Chí Tâm hát. Là xem như đó là những người thầy đầu tiên thầy của đầu chú. Dạ. Hình như con cũng nghe nói là ba của cô Tú Trinh cũng là người thầy dạy chú những cái bài ca hả? Ba của cô Tú Trinh lại là ông Chính Trích. Ông này là đờn cò. Đờn cò. Đờn cò. Thật ra thì ông Chính thì không có dạy. Ông Chính chỉ biết gặp bác Chính thôi mà không có dạy. Hồi đầu ba chú Chí Tâm định gửi cho ông soạn giả Viễn Châu. Nhưng mà vì soạn giả Viễn Châu đông học trò quá và muốn nội trú thì lại không còn phòng. Thành ra ông thầy Viễn Châu không có nhận. Nói là đông quá rồi thì xin phép không có nhận. Thì mới ba mới gửi qua bên thầy Yên Sơn. Thầy Yên Sơn năm đó thì thầy Yên Sơn là thầy dạy phụ cho lớp cổ nhạc Văn Vĩ. Thầy mới tách ra một cái lớp riêng. Thầy dạy thì có chỗ. Rồi thì ba chú Chí Tâm mới gửi gắm từ năm 12 tuổi gửi lên Sài Gòn. 12, 13 tuổi thì nội trú trong trường nhạc. Hết 3 năm thì 13, 14, 15 tuổi mới xong lớp dạy đó. Thì mới đi đoàn hát Tinh Hoa. Đoàn Tinh Hoa của bà Bầu Cơ diễn ngoài Trung. Tại năm đó, những cái năm đó thì đoàn nhỏ thì đâu có được về Sài Gòn nhiều. Thì chỉ lưu diễn ngoài Trung thôi. Mà năm đó chiến tranh cũng nhiều. Năm mấy chứ? Năm 64 tới 65. 65 tới 66. 65, 66. 67. 66, 67. 66, 67, dạ. 66, 67, năm đó ở miền Trung diễn. Diễn cho tới... tới khoảng tháng 6 hay tháng 7 của năm 67 đó. Thì chú Tâm được tin mẹ bệnh cho nên phải về thăm. Thì xin phép đoàn nghỉ chừng vài ngày. Nhưng mà đột nhiên về thăm mẹ xong mẹ hết bệnh thì mình bị bể tiếng luôn. Bể tiếng luôn cho nên đổi giọng đó. Vậy thì đổi giọng. Cho nên xin gọi ra đoàn, đánh điện tín ra đoàn là Chí Tâm hết hát được rồi, tại vì 7 tiếng cho nên không có ra đoàn nữa. Thì kế đó là năm Mậu Thân 68. Thì bắt đầu ở nhà thì cứ học đờn thêm. Rồi máu giang hồ cũng không có dừng lại. Thì khoảng 70 cái chú Chí Tâm lên Cần Thơ để học thêm đờn với lại ông thầy Tư Quốc. Học đờn bầu. Đờn bầu. Yeah. Vậy là chú trong thời gian mà chú bể tiếng thì chú lại đi học đờn. Đi học đờn. Đờn sến với học đờn bầu. Yeah. Rồi công tác với ban nhạc ở Cần Thơ. Là đài phát thanh Cần Thơ. Rồi đài truyền hình Cần Thơ nữa. Đài truyền hình Cần Thơ cũng công tác chung với cái ban nhạc gọi là Cổ Kim Hòa Điệu với chị Bảo Yến đó. Chị Bảo Yến bây giờ là con của chú Thiết. Nguyễn Hữu Thiết. Chú này phụ trách về cái chương trình Cổ Kim Hòa Điệu trên băng tần số 9 của Đài Cần Thơ. Chú Nguyễn Hữu Thiết này cũng trùng tên với nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết luôn hả chú? Coi chừng chú Tâm có thể hoặc là bà con lầm là Thuyết với Thiết. Nguyễn Hữu Thuyết là Ngọc Cẩm Nguyễn Hữu Thuyết. Còn chú Thiết ba của cô Bảo Yến là Thiết T thôi. Cảm ơn chú. Thế không có Thuyết, Thiết.
Thì năm đó chú rất là thương, tại Chí Tâm đàn bầu và cũng như đàn sến, rồi có anh Phước Lùng đàn tranh, rồi có chú Thiết đàn guitar, thì chị Bảo Yến hay hát bài Mưa Trên Phố Huế, Thì những cái ra đó bài là kỷ niệm hồi nhỏ của kỷ chú. niệm hồi nhỏ của chú. Và sau một vài phút thương mại thì con sẽ nhờ chú kể thêm về những kỷ niệm trước đây của chú. Xin quý vị đừng rời màn ảnh. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị mà dựng màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Chí Tâm. Thưa chú, lúc mà hồi nhỏ chú có được thâu dĩa, thâu băng gì cái thời lúc mà còn bé không? Thì năm mà ba của chú Chí Tâm gửi lên thầy Yên Sơn đó, thì cái may mắn là thầy Yên Sơn lại là giám đốc của hãng dĩa công ty Năng Tan, về bên phần cổ nhạc, còn ông Nguyễn Văn Đông thì giám đốc về phần tân nhạc đó. Cho nên những cái gì về cổ nhạc thì ông Nguyễn Văn Đông đẩy qua cho thầy Yên Sơn hết. Thầy Yên Sơn đó là bút hiệu của thầy khi mà làm soạn bài, soạn bài soạn tuồng này kia thì soạn giấy Yên Sơn, còn khi đờn thì thầy lấy danh hiệu là Úc Châu, Châu nghệ sĩ nhạc sĩ Úc Châu. Nhạc sĩ Úc Châu thì làm thầy dạy phụ cho Văn Dĩ, nên sau này thì mở lớp cổ nhạc Yên Sơn thì thầy Úc Châu vẫn là thầy Yên Sơn đó. Thì là ngoài viết bài ra thì thầy còn dạy dạy nhịp, dạy sắp chữ cũng như dạy những bài bản căn bản. Những cái năm mà nội trú trong trường nhạc của thầy Yên Sơn là chỉ có học nhạc mà thôi, không có đi học chữ. Trường đó là trường tư, rồi những anh em khác á, thì học thì có giờ, nhưng mà riêng về chú Chí Tâm thì ở tại nội trú, cho nên ai học thì mình cũng được học theo hết. Người nào đến học ngoài cái lớp chung ra, rồi thì có một anh nữa là anh Hoàng Trang ở Chương Thiện đó, mà bây giờ là tỉnh Hậu Giang đó, vị Thanh Chương Thiện, ảnh lên cũng nội trú chung, hai anh em cùng học chung. Thì anh Trang thì anh học đờn, ảnh bị khuyết tật cái chân cho nên ảnh chỉ có học đờn thôi. Sau này ảnh là làm nhạc sĩ chánh cho đoàn Trăng Mùa Thu, Trăng, anh Hoàng Trang. Thì những lúc anh Hoàng Trang đờn học đờn đó mà quên cái câu nào đó thì anh Chí Tâm nói hồi sáng thầy đờn câu như vậy nè, thì mình tự nhiên mình lấy cái đờn mình đờn chung với ảnh, thì bắt đầu biết đờn guitar từ năm 13 tuổi chung với anh Hoàng Trang đó, Đang luôn. là vậy. Rồi thâu dĩa cái bài Thâu thâu. dĩa đó, thâu những bài đầu tiên như là Về Bên Gối Mẹ, kể lại một em bé thì đi bán dạo ở ngoài rồi về thăm mẹ, mà ngày đó mẹ bệnh, phải đi xa xứ đó, trở về thăm mẹ thì mẹ bệnh, thì về bên cuối mẹ. Rồi Em Bé Bán Báo, đi bán báo mà ngày đó gặp trời mưa, báo chí rồi ướt nhẹp hết trơn rồi đâu có bán gì được, thì cũng những cái hoàn cảnh khó khăn. Xưa có một bài Em Bé Đánh Giày thì nghệ sĩ Minh Cảnh đã hát chung với nghệ sĩ Lê Thủy, phải không? Thì cái bài này vì không muốn trùng tên cho nên thầy Yên Sơn mới đặt là Tâm Sự Em Bé Đánh Giày, Tâm Sự Em Bé Đánh Giày. và hát một mặt dĩa độc chiếc, tức là hát một mình solo, bên kia là ông Dũng Thanh Lâm nghệ sĩ, bên mặt này là anh Lâm hát, bên này là chú Chí Tâm hát. Con thấy trên các hãng dĩa cái thời đó đó thì cứ ghi là bé Chí Tâm. Bé Chí Tâm tại hát giọng em bé, năm đó là giọng còn mái lắm cho nên hát giọng nữ không à. Đó là những bài ca lẽ. Đó, Còn những bài ca. cái vở nào là chọn tuồng mà thâu dĩa mà chú thâu? Thời nhỏ cũng có những cái tuồng như là con tắm con cám, Con Tắm Con Cám. rồi hát tuồng Dây Chuông Quan Nghiệt, đúng, Dây Chú Tiểu trong Dây Chuông Quan Nghiệt. Thời đó cô Lan là cô Ngọc Dào, rồi Kép Chánh Gia Điệp là ông Hoài Vĩnh Phúc. Hoài Vĩnh Phúc mà có cái giọng từ na ná giống nghệ sĩ Hữu Phước vậy đó, là Hoài Vĩnh Phúc.
coi tuồng nào nữa, ăn khế ăn trả khế trả vàng. vàng, đúng rồi, cũng như làm dây công quả. Như tuồng đó là có cô Bạch Tuyết Cô Bạch Tuyết với ông Thành Được, Thành Được. rồi ông Bố Hưu Phước với cô Thanh Nhàn. Thanh Nhàn là con của ông Thanh Tao, mà ông Thanh Tao ngày xưa cũng là kép chánh của đoàn Kim Chưởng, là mấy cái đoàn lớn đó. Rồi sau này ông Thanh Tao vì mộ đạo Phật cho nên ông đã xuất gia và ông làm trụ trì cho chùa Nghệ Sĩ một thời gian, ông Thanh Tao. Khi mà chú lớn mà chú ngừng khoảng những năm mà 67 68 để chú học đờn và chú bể giọng, thì Bây giờ cái đoàn nào là đoàn chú tham gia đóng vai kép chánh đầu tiên? đoàn đó chú nhớ nghề quá là chú nên lên Sài Gòn thăm sinh hoạt của thầy cũng như là lớp cổ nhạc Yên Sơn, thì chú lại nghe một đoàn dạ Quang Châu đang thành lập. Cái mình nói vậy thôi, con xin đầu quân. Năm đó mới khoảng 18 tuổi thì vô đầu quân chỉ làm kép con thôi, làm kép con những ông vua con mà bị quần thần sai khiến nắm quyền hết rồi, giống như bù nhìn vậy đó, thì những giai kép con. Rồi mãi thời gian thì đoàn cũng sống lay lắt không khá lắm, cho nên những người nghệ sĩ chánh đều phải rời đoàn để đi đoàn khác. Thì năm đó mình lớn lên thì mình được thủ giai chánh chung với những cái cô đào trẻ trẻ khác đó, cái nhóm trẻ lên. Thì người thầy dạy bộ đầu tiên ở ở đoàn Tinh Hoa trước đó là nghệ sĩ Hữu Lộc, bây giờ là nghệ sĩ Hữu Lộc đó, với là nghệ sĩ Chí Thanh. Ông Chí Thanh này ảnh cũng giỏi về bộ võ, bộ tịch này kia thì cũng nhờ hai anh dạy. Rồi lớn lên thì lúc già Quang Châu thì ba Tám Dân và má Nhị Kiều đã nuôi nấng và dạy dỗ trong cái đoàn, cũng sống chung lay lắt với đoàn dạ Quang Châu khoảng một năm tới năm rưỡi thì đoàn rã. Mãi tới sau này thì ba Tám Dân nói vậy thôi, lập đoàn tên Chí Tâm đi, rã cái đoàn dạ Quang Châu thì để thương hiệu Chí Tâm, mà sống được khoảng 2 tháng 3 tháng thì thôi cũng dẹp rồi. Tại vì cái kinh tế thời đó hơi khó khăn và chiến tranh cũng ác liệt cho nên đoàn không được sống nhiều, nên lúc rã đoàn rồi chú Chí Tâm về quê mới cái chơi với gia đình được chừng tuần lễ, thì có một ông gia gọi là quản lý của đoàn. Hồi xưa thì đoàn Kim Trung có nhiều đoàn khác thì có nhiều quản lý, thì ông quản lý ông tới ông tìm gặp ba của chú Chí Tâm để mà thương lượng để mời chú Chí Tâm về đoàn hợp tác với đoàn Kim Trung. Con có một cái để ý này, cái thời mà như chú nói là đoàn dạ Quang Châu là cũng ngưng hoạt động, hình như Thanh Minh Thanh Nga cũng không hoạt cũng động ngưng luôn. luôn. Nói chung là các đoàn cải lương cái thời bảy mấy khi mà tivi có đó cũng rất là khó sống. Nhưng mà không biết tại sao mà đoàn Kim Trung lại sống được mà lại tới mấy đoàn Kim Trung thì nhờ có ông Trần Viết Long là ông Bầu Long, hay gọi là ông Bầu Long. Bầu Long là phu quân của cô nghệ sĩ Kim Trung. Từ ngoài Bắc vào thì đoàn đó vào khoảng năm 1954 vào Nam đó. Thì kết hợp với đóng đô ở tại rạp Aristo ở đường Lê Lai ngày xưa, rồi cũng hát. Có lẽ là ông Bầu cũng như là đoàn ban tham mưu thấy rằng dân miền Nam thì có lẽ là cũng chưa có quen với cái lối hát miền Bắc, cho nên mới mời thêm những người nghệ sĩ ở miền Nam cộng tác. Thời đó có nghệ sĩ Hùng Cường nè, rồi nghệ sĩ Kim Nguyên nè, cũng đã từng mời nghệ sĩ Tấn Tài nè, rồi nghệ sĩ Lệ Thủy nè, Như cô rồi Phượng nghệ sĩ Liên. Minh Cảnh nè, cũng về Kim Trung hợp tác. Cô Phượng Liên hình như không, cô Phượng Liên thì chỉ có cộng tác với dạ Lý Hương hoặc là những cái đoàn khác thôi. Kim Chưởng, cô Phượng Liên xuất thân từ Kim Chưởng. Rồi tuần nào là ở Kim Trung mà chú được đóng vai kép chánh này? Thời đó thì chú được may mắn ở cái chỗ là nghệ sĩ Minh Vương bị động viên quân sự cho nên vắng mặt ở đoàn Kim Trung thời gian, thì chú Chí Tâm về để thế cái chỗ của nghệ sĩ Minh Vương, với đóng chung với nghệ sĩ Minh Phụng và nghệ sĩ Lệ Thủy. Thời đó có Thanh Kim Huệ rồi cô Kiều Tiên, những người đóng vai phụ. Bẵng thời gian thì chú Minh Vương được mãn nhiệm thì chú trở về công tác, thì không lẽ là dư người. Chính nhờ những cái biến chuyển của đoàn mà Chí Tâm lại về đoàn Kim Trung 2 để lúc đó là diễn viên chánh hát cùng với nữ nghệ sĩ Mỹ Châu. Mi chào. Nghệ sĩ Mỹ Châu hát ở đoàn 2. Mình nghe công ty Kim Trung rất nhiều đoàn phải không? Đúng rồi. Jimmy cũng nghe. Thì ban tham mưu cũng như là ông Bầu cũng rất là thông minh. Mà không lẽ mình khen người lớn thì bằng thừa, nhưng mà điều hành cái cách điều hành rất là hay. Đoàn 1 rồi họ lập đoàn 2 rồi đoàn 3,
Đoàn Kim Trung Ba thì là thế hệ trẻ như Minh Vương về đó làm đoàn trẻ tấn lên đoàn 4. Nhưng mà thực tế thì đoàn 3 bị rã mới lập đoàn 4. Rồi đoàn Kim Trung 1 rã mới lập đoàn 5. Sau này thì chỉ còn lại có hai đoàn là đoàn 2 và đoàn 5 mà thôi. Chứ chứ Tất cả có 5 đoàn nhưng mà không không còn đoàn 1, không lập còn đoàn đoàn 3, không còn đoàn 4 thì nhờ chỉ có đoàn 2 và đoàn 5 hoạt động thôi. Mà lúc đó cô Kim Chung hay là cô Bích Hợp có hát không Cô chú? Kim Trung là đầu chánh của Đầu đoàn Kim chánh. Trung những thời đầu tiên. Đầu tiên hát những cái tuồng như là Hồ Quảng, Phụng Nghi Đình, rồi các đoàn nói chung là mượn tích tàu nhiều hơn để mà làm tuồng. Con thấy như thời đó mỗi một đoàn là có một cái khác nhau, như là Thanh Minh Thanh Nga là nghiêng về xã hội nhiều hơn chú Đúng ha. rồi, đúng rồi. Rồi Kim Chung là thế mạnh là về tuồng tàu. Tuồng tàu. Rồi sau đó là những cái người nghệ sĩ trẻ từ năm 72, 72, 73 là bắt đầu tuồng kiếm hiệp. Là do phim ảnh Hồng Kông đưa kiếm hiệp vào thì đoàn Kim Trung mới bắt nguồn từ đó mới soạn giả viết những tuồng kiếm hiệp đánh kiếm Dubai này kia đó, thì từ đó mới có tạo nên những tên tuổi như là anh Minh Phụng, anh Hay Minh là Vương. cô gái đồ lông mà Cô có gái cô đồ Kim lông thì bên Long. bên Dạ Lý Hương, Dạ Lý Hương có Tấn Tài, rồi có anh Hoàng Long, chị cô Kim Ngọc, rồi cô Hồng Nga rồi đó, Thời rồi đó cô chú có Bạch đóng Tuyết. kiếm hiệp không? Có chứ, ngày xưa Kim Trung là chuyên môn kiếm hiệp mà. Chú đóng cái vai nào mà điển hình nhất? Vai đầu tiên mà đóng chung với chú Minh Phụng đó là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm. Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm thì Con có nghe. kể lại gia đình của hai anh em nhà nọ vì ly loạn này kia, rồi mấy môn phái khác tàn sát môn phái này, thì hai anh em mới có hai cái mảnh tiền đó, là mảnh tim xẻ đôi ra đặng cho hai anh em. Thì sau này vì tranh giành ngôi vị nhất kiếm bá vương mà hai anh em đánh đánh kiếm lẫn nhau, đánh lẫn nhau, thì sau khi đó thì người em bị thương hơn người anh bị thương thì nhìn ra cái mảnh tiền đó mới biết đây là hai anh em ruột, Này giống trong phim Hồng Kông luôn coi. thì nó cũng na vậy na vậy. Rồi tuồng Máu Nhuộm Sân Chùa thì chú đóng vai Chu Khắc Kiệt, Chú Khắc đóng vai Kiệt. nhì. Rồi khi mà qua đoàn Kim Trung 2 đi Kim Trung 5 chứ, đoàn Kim Trung 2, Kim Trung 2 mới hát với Mỹ Châu, Kim Trung 5 thì hát với Minh Phụng, Lệ Thủy. Mới hát những cái vai chánh như là tuổi Người Phu Khiên Kiệu Cưới nè, rồi Kiệu Hoa Lạc Lối Về nè, rồi Mái Tóc Người Vợ Trẻ. Cái thời mà đi qua đoàn Kim Trung 2 2 đó hát cái cô Mỹ Châu đó, thì chị Mỹ Châu lại có cái khuynh hướng mà hơi cách tân chút xíu. Những cái đoạn mà Mùi Mẫn hát này kia đó, thì cô hay chen tân nhạc vào. Chen tân nhạc vào, chẳng hạn như một người người nữ mà đợi chồng đi thì cái cổ chen cái bài gì mà ngày anh xa vắng em Sao không vắng? trang điểm ơi chờ, thì khán giả lại thích, yêu thích, nó giống như bây giờ người ta lại yêu chuộng bolero trở lại vậy, thấy không? Cảm ơn chú với những chia sẻ này, và sau một vài phút thương mại thì nghệ sĩ Chí Tâm cùng với Jimmy sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Xin mời quý vị cùng trở lại cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Chí Tâm. Thưa chú, lúc nãy chú có chia sẻ là chú hát những cái tuồng kiếm hiệp ở trong đoàn Kim Chung. Con thấy các nghệ sĩ mà lớn khi mà ngồi kể lại những câu chuyện ngày xưa đóng kiếm hiệp á, thì cũng có những cái tai nạn. Đúng Vậy thì thời đó chú có bị tai nạn nào không lúc đóng kiếm hiệp? rồi. Cũng có lúc mình Dubai đó mình đánh kiếm này cái thì có cái những cái vòng xoay, tại vì thời xưa chắc là kỹ thuật mà quay cái rõ rẽ nó không có điêu luyện bằng bây giờ, cho nên có những cái lúc mình bay qua bay lại thì nó cạ cái dây, nó xước cái chân mày. Cũng có. Hoặc lúc đánh kiếm thì những cái thế kiếm mình tập sẵn rồi mà lúc ra mình bị quên đó, thì dễ chém vào tay cũng như là chém vào đầu chẳng hạn, có những lúc chảy máu cũng có. Nhớ nhớ cái kỷ niệm này hơi vui vui thì kể cho quý vị nghe, như là tuồng Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà thì chú Chí Tâm là đóng vai bạn của Võ Đông Sơ. Thì cái lúc mà Võ Đông Sơ chết rồi hiện hồn ra, nắp nắp cổ áo quan mở lên thì Võ Đông Sơ hiện hồn thì phải bay lên, thì chú Minh Phụng đóng vai Võ Đông Sơ thì nằm trong cái cổ áo quan. Thì cổ áo quan này thì nó không có cái đáy,
chỉ có người nằm sẵn rồi để lên thôi. Dạ. Thì cái nắp của áo quan nó có hai dây, một dây kéo lên và một dây nữa thì khói phun lên thì bắt đầu mới kéo chú Minh Phụng lên. Dạ. Nhưng mà cái dây nó để sẵn trong cái quan tài rồi thì chú Minh Phụng vô nằm đó mà chú lại quên lấy cái dây và móc vô bụng. Chết rồi. Thì cái dây nó vẫn còn nằm trong cái quan tài, cho Uh-oh. nên cái lúc mà pháo nổ khói bay lên cái trong này cứ việc tới lớp là kéo lên thôi, kéo lên thì quan tài đi lên mà Võ Đông Sơn còn nằm trên cái bộ dáng, cho nên đó là những cái Accident. Mà accident lúc đó khán giả chắc cũng sẽ có một trận cười. và trận cười rồi kéo màn lại Làm lại. làm lại. Chú ơi, giữa cải lương tuồng cổ với cải lương kiếm hiệp có những điểm giống và khác nhau như thế nào chú? Cải lương tuồng cổ thì nó có những điệu hồ quảng và những cái bộ tịch nó nghiêng về hát bộ. Dạ vâng. Mình cái chữ hát bộ nó chia làm hai cái lý giải. Dạ. Lý giải thứ nhất là người ta gọi là hát bộ là hát ra bộ, À. ra bộ múa bộ, vuốt râu hay là vuốt lông chỉ này kia, người ta gọi là hát bộ. Hát bộ. Nhưng mà đúng chữ là hát bội. À, hát bội. Tại sao gọi là hát bội? Thì lý giải về chữ bội là chữ Hán Việt. Bội là làm cho nó gấp bội lên, cái động tác mình làm gấp bội lên. Giống mình giận thì cái sắc mặt mình giận thôi, thì cái người khán giả ở xa không bao giờ thấy được cái mặt giận của mình mà phải diễn tả rung, thì cái nhân lên cái bội phần cái acting cái hành động của mình phải nhân lên gấp bội để khán giả từ xa có thể thấy được và thấy được đồng cảm với cái nhân vật, Dạ vâng. và mặt giận hay là vuốt râu hay là cái gì cũng làm gấp bội lên, cái động tác nó làm sao phải phù hợp với cái nhân vật đó. Vai từ vai hài vai hiền vai dữ gì nó cũng có cái bộ tịch riêng, hoặc là từ cách cười nó cũng có cái bộ cái cách cười riêng của Giang Định hay là cười dê hay cười đọc nham hiểm đó, thì được cũng được thầy Có cái tính dạy ước lệ chú nó ha. tính ước lệ và ước lệ mà nhân gấp bội lên để cho khán giả đồng cảm với mình cái động tác trên sân khấu. Còn tuồng cổ với tuồng kiếm hiệp thì gần giống như xã hội hơn, không cần ra bộ tịch nhiều mà nội tâm và miễn là sao đánh kiếm cho hay. Thì dĩ nhiên những cái động tác mình ra thì phải đẹp, thì mà động tác mà ra đẹp á, thì phải nói ngày xưa là ông Hùng Minh, nghệ sĩ Hùng Minh đó, là động tác bộ tịch đẹp nhất, tại vì ổng từ cái áo choàng ổng nắm rồi ổng bung cái áo choàng ra hay là chỉ tay hay là ra bộ như thế nào cũng rất là đẹp. Thì cũng có những cái quy ước của những bộ tịch tay, chẳng hạn như mình chỉ lên trời thì mình phải lên trời, dưới đất thì mình không làm được như vậy mà mình phải chỉ xuống, cái bàn tay mình úp xuống đất thì mới ra ra là đất, mình lên trời phải ngửa lên xuống. Và những cái quy định mà khán giả ở đây nhìn lên thì mình chỉ Jimmy mình vỗ vai ở đây chứ không bao giờ em thì cái vai này Chị là cái xấu, không. không được khoe ra mà phải làm cái đẹp của động tịch động tác ở đây chứ không thể nào ra đây, thấy không? Rồi mình không được quay đít ra khán giả, quay lưng ra khán giả, thì nếu mình muốn di chuyển qua đây thì mình cũng phải trở cái bộ làm sao để đừng bao giờ quay cái lưng ra khán giả. Đó là cũng là một cái ước lệ trong cái kiếm Trong hiệp. kiếm hiệp hoặc là nói là nó là cái thủ pháp ở diễn trên sân khấu. Hình như kiếm hiệp thì mặc đồ nó không có rườm rà như là hồ Đúng quản. rồi, không rườm rà như hồ quảng. Hồ quảng phải có mặc giáp, mắc gà, Đeo long trĩ. đồ nặng, đeo lông trĩ như ngày xưa. Thí dụ như các chú, các cô chú mà từ ở bên kiếm hiệp đi muốn nhảy qua đóng tuồng cổ thì có phải học lại không hay là cứ qua Chắc phải đóng? học lại, chắc phải học lại, tại vì kim chung thì cái trường phái là kiếm hiệp mà nhảy qua hồ quảng hoặc là tuồng cổ hồi xưa thì gọi là đoàn cải lương hồ quảng, tại vì hát nhạc hồ quảng rồi múa bộ của hát bội, và mà bên bên kiếm hiệp thì không cần những cái động tác vũ đạo đó, mà bên tuồng cổ rất là cần đến vũ đạo, xuyến này, đi vòng đi gối hay À, đi là gối. bộ thương này, rồi đi ngựa như thế nào, để vuốt vuốt vòm ngựa rồi cái roi ngựa như thế nào thì cũng phải học. Học lại hết. Dạ vào. À, bên cạnh những cái tuồng về kiếm hiệp chú đóng trước 75 thì con còn có thấy một tuồng mà phải nói tới ngày hôm nay khán giả vẫn còn nhớ, đó là tuồng Lan và Điệp, tuồng xã hội. Dạ.
Kim Trung thì được cái là hát Kim Hiệp rất là nổi, nhưng mà rồi ông Yên Lan, ông Yên Lan đã soạn một cái vở tuồng xã hội cho đoàn Kim Trung 2 diễn, còn Kim Trung 5 diễn chứ, chú cũng lâu lâu thì hai đoàn thì cũng tăng cường nhau qua lại diễn, và tuồng thì cũng chia hai đoàn để tập để diễn. Thì có một cái tuồng của ông Yên Lan xã hội đầu tiên của đoàn Kim Trung, đó là tuồng Vòng Tay Buông Lỏng. Vòng tay buông lỏng. Vòng Tay Buông Lỏng kể là một cái chuyện tình, thì có thể có những chuyện éo le rồi chia tay, thì cái vòng tay bị buông lỏng ra, thì cái vở tuồng đó cũng rất được ăn khách ở đoàn Kim Trung. Năm đó chú Tâm đóng cặp với cô Thanh Kim Huệ. Em cọc ngựa đi. Nếu mỗi giọt nước mắt rơi làm rơi đi trong lòng em một phần nào buồn tôi, nếu dòng lệ kia bôi xóa được những kỷ niệm của thời quá, nếu bảo em cố quên đi thì thật là đau xót cho tôi, còn bằng muốn em còn nhớ là cả đời em vương cổ lì. Nhưng tôi là người em hãy quên đi, chứ nhớ làm chi cái con người phản bội. Bao nhiêu tiếng yêu thương còn âm vang trong gió, nghĩa nắng quằn vai mà đã vội vong Thật ra đoàn tuồng Lan và Điệp á, thì thâu audio thôi mà chưa từng diễn với Thanh Kim Huệ ở trên sân khấu. Mãi sau này thì năm 1986 đó mới được nghệ sĩ Hương Lan mời qua đây diễn lại cái vở Lan và Điệp bằng video Đúng do rồi. Trung tâm Thúy Nga tài trợ. Dạ. Thì năm đó bố Hưu Phước còn sống nè, Dạ. rồi bố Việt Hùng còn Đúng sống rồi. nè, rồi ông Xuân Phát cũng còn sống nè, Có cô Hà Mỹ Hạnh nữa. có Hà Mỹ Hạnh nữa. Hà Mỹ Hạnh đóng vai mẹ của Điệp. Con thấy cái tuồng mà Lan và Điệp trước 75 thì trên bìa dĩa ghi là có Tú Trinh. Tú Trinh đây, phải cô Tú Trinh bây giờ đóng kịch Cô không Tú chứ? Trinh đóng kịch ngày xưa đó. À. Hồi xưa gặp lại cô Tú Trinh thì cô cũng nói không biết sao tôi làm được cái vai đó nữa. Thí liễu. Thì ông Loan Thảo ông mời tôi, cái tôi thấy nó cũng hơi kỳ kỳ, nhưng mà thôi tôi cũng đánh liều, tôi nhào vô một vai. Thì năm đó cô Tú Trinh Đóng còn đạt trẻ, quá. và đóng đóng đạt quá. Dạ. Rồi cô Mai Lan, Cô Mai Lan. năm đó chú Thành Lộc còn nhỏ đó, Dạ. thì chú tên là Thành Tâm, bé Thành Tâm đóng vai bé Xuân đó. À, trên bì giấy có cũng còn Tên là ghi bé như đó. Xuân Thành Dạ. Tâm. À, cảm ơn chú thật nhiều với những chia sẻ này. Và sau một vài phút thương mại thì nghệ sĩ Chí Tâm cùng với Jimmy sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị mà dừng màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Chí Tâm. Thưa chú, sau tuồng Lan và Điệp thì chú còn thâu hoặc là còn hát những tuồng nào nữa không chú? Trong hãng dĩa Việt Nam thì chú đóng nhiều tuồng như là Đường Gương Nguyên Bá. Đường Nguyên Bá thì có trước Lan và Điệp, nhưng mà vì lúc đó là chú Tâm diễn vai phụ, vai Đông Sơn Thiền Sư, rồi soạn giả Loan Thảo mới thấy cần phải lăng xê một cặp trẻ lên, thì cho nên mới tuồng Lan và Điệp mới nổi lên, và cũng như những bài tân cổ giao duyên. Tuồng thì Lan và Điệp, Đường Gương Nguyên Bá, Lan Huệ Sầu Ai, rồi Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Bao Công Tráng Quách Què, chú hợp tác, chú đóng chung với các anh em. Thời đó hạng dĩa Việt Nam có những người trụ cột của hạng dĩa như là nghệ sĩ Minh Vương, nghệ sĩ Thanh Tuấn, Chí Tâm, rồi Hà Tài Bủ Bủ, Phương Bình, Tấn Tài lâu lâu thì cũng có một vài bài của chú. Nghệ sĩ nữ thì có Lệ Thủy, Mỹ Châu, Phượng Liên, rồi Bích Hạnh, rồi Thanh Kim Huệ đó. Thì
rất là nhiều. Thời đó hãng diễn Việt Nam rất là mạnh. À, sau năm 75 thì đoàn Kim Chung còn hoạt động và chú có hát cho đoàn nào sau 75? Sau 75 thì ngưng hoạt động, Kim Chung giải tán. Kim Chung giải tán thì cái sát gánh đó mới được thành lập bởi đoàn Sài Gòn 1, Sài Gòn 2, Sài Gòn 3. Lúc sau lấy những cái sát đồ đó, thật ra đồ thì dĩ nhiên tuồng nào thì nó cũng vẽ cảnh theo tuồng đó. Đúng rồi. Cho nên cũng gia díu rồi kết hợp lại pha trộn với nhau để mà thành thời đó thì cái chuyên chế gọi là tập thể. Chứ nó không còn là tư nhân nữa. Tới năm mấy thì chú qua bên Pháp hả chú? Năm 78 thì chú mới đi qua bên Pháp tháng 2. Yeah. Qua bên đó thì cũng nhớ nghề nhưng mà cũng có một vài anh em đã qua trước đó, như là cô Kiều Lệ Mai hay là chú Minh Đức, rồi anh Trần Trung Quân, Nhữ Thanh Lâm để mới tụ họp lại với nhau hát. Thì thời đó thì chú Chí Tâm cũng còn ngại, chưa dám xuất hiện, thì chú Chí Tâm chỉ là ngồi ở trong cánh gà đờn thôi, đờn guitar. Giống như là con có coi cái video tuồng mà ông Cầu Quận Chín á, cái cuốn đầu tiên của Thúy Nga làm cải lương, thì con thấy chú Chí Tâm không đóng mà chú Tâm làm nhạc đệm. Một là nhạc đệm, hai là làm dàn cảnh. Dàn cảnh, dàn cảnh tức là thiết kế về sân khấu là chú Chí Tâm thiết kế, mượn cái nhà của ông Thành Lễ. Nhưng mà có vài chỗ thì mình thiết kế đồ. Và qua bên Tây thì chú có lập đoàn hay là có hát gì bên đó nhiều không cái thời gian đầu? Từ cái những cái năm đầu tiên thì chú Chí Tâm có sau khi chia tay với cô Hương Lan thì có kết hợp với chú Minh Tâm nè, cô Tài Lương nè, rồi bác Mission Mỹ, rồi cũng một vài người nữa thì thành lập một cái đoàn hát. Đoàn hát tên là Đoàn Năm Châu, Đoàn Cải Lương Năm Châu. Những năm đó thì có mời cô Bích Thuận về hát. Cái tuồng mà khai trương đầu tiên cho Đoàn Năm Châu đó là tuồng Số Đỏ của soạn giả Quy Sắc. Số Đỏ đây là nói anh chàng mà Lưu đó, anh chàng Lưu bán dầu cháo quẩy được cái Số Đỏ, ông vợ anh Tiêu được Số Đỏ làm rể của một cái gia đình giàu. Rồi cô Gái Quế thì được nói là xác cô xác cậu đưa lên để mà phù hộ cho bà chủ, cho nên nói chung là cái số được may mắn thì gọi là Số Đỏ. Thì ông Quy Sắc cũng muốn nói lên như vậy. Nhưng mà tuồng thì có nhiều người đặt tên là Tình Cô Gái Huế. Con thì nhớ nhất là Duyên Nợ Chợ Trời. Duyên Nợ Chợ Trời là chú Tâm lấy một mảng ở trong đó để mà trích đoạn ra để làm cho cái cuộc gặp gỡ giữa anh chàng Lưu với cô Gái Huế bán bài ca. Bài ca và bánh bò bánh tiêu, bánh bò bánh tiêu dầu cháo quẩy của anh Lưu để gặp nhau. Cái không khí mà lúc mà chú thành lập đoàn đó thì khán giả bên Tây như thế nào, có đón nhận hay là lúc đó gì? Khán giả còn đông lắm. Cái rạp Maubert Motilité ở quận 5 Saint-Kèm của Paris là chứa được 2.000 chỗ, mà vé chú bán thời đó là cũng khoảng 1.600 chỗ. Cũng khá lắm. Rồi có nhiều Mạnh Thường Quân tới ủng hộ rồi mua vé. Sau đó vì rạp hát Motilité mướn mắt quá thì chú mới đưa vào chỗ cái sân khấu nhà hàng. Thì cũng dọn bàn ăn rồi ra diễn. Cũng năm đó cũng được các cộng đồng ở các nước lân cận đó mời, như là Thụy Sĩ nè, đi qua Thụy Sĩ diễn, đi qua Tây Đức diễn, rồi đi qua Bỉ diễn, rồi có khi đi xa hơn là Na Uy, đi qua Đan Mạch. Có qua Mỹ không chú? Thụy Điển. Qua Mỹ thì không. Qua Mỹ thì năm những cái năm đầu tiên, năm 79 chú có qua Mỹ. Chú qua Mỹ diễn chung với cô Hương Lan, cô chú Hữu Phước, bố Hữu Phước với bố Việt Hùng. Cái tuồng là An Lộc Sơn, An Dương Lộc Quý Sơn. Phi. Có Đường Minh Hoàng là ông Việt Hùng đóng Đường Minh Hoàng. Chú đóng An Lộc Sơn. Đoàn Năm Châu thì được bao nhiêu lâu thì lại ngưng hoạt động chú? Có trải qua nhiều tuồng, như Đoàn Năm Châu thì có tuồng Mạnh Lệ Quân, rồi tuồng Số Đỏ, rồi sau này có quay những cái phim cũng lấy tên Đoàn Năm Châu, là phim Áo Dựng Sân Chùa, với phim Đêm Lạnh Chùa Hoang, vân vân. Chùa Hoang. Rồi cũng diễn được khoảng một năm, năm rưỡi gì đó. Thì vì lý do các anh em cũng phải có việc làm, rồi cũng thiếu nhân lực cho nên đoàn cũng giải tán. Lúc đó thì các nghệ sĩ bên Tây thì cũng phải đi làm hàng ngày. Rồi tối mới tập dượt hay sao chú? Hay là tập dượt lúc nào? Chiều tối sau khi tan sở mới về tập tuồng. Hoặc là weekend mới quy tụ lại tập tuồng với nhau. Nếu weekend đó không có được mời đi hát thì tập tuồng. Còn nếu mà weekend hát thì giữa tuần phải sớm lại để tập dượt với nhau. Sau khi đoàn Năm Châu rã thì chú có thành lập một đoàn nữa. Đó là đoàn Tiếng Hát Văn Lang.
tiếng hát Văn Lang. À, đoàn tiếng hát Văn Lang thì nhóm nghệ sĩ trẻ hơn. Yeah. Năm đó thì cũng vẫn còn Minh Tâm, Tài Lương. Yeah. Nhưng mà những người lớn tuổi như cô Bích Thuận đã hết công tác rồi. Yeah. Thì bắt đầu có những người trẻ như Hoàng Minh Phương, Lệ Hà, à, rồi chị Mỹ Hòa, rồi các em như là Ngọc Thủy, yeah, các bé nữa, bé con của Tài Lương cũng tham gia, yeah, rồi bé con của Ngọc Thủy cũng tham gia. Yeah. Bên Tây thì con thấy có cô Hà Mỹ Liên, phải không chú? Mỹ Liên nữa, yeah, là năm mà hát số đỏ của cô Hà Mỹ Liên. Yeah. Hà Mỹ Liên sau này thì hát lại cái giai bà chủ đó. Yeah. Ừ. Rồi có chú Phương Thanh. Chú Phương là... Thanh. Yeah. Yeah. Bây giờ còn những nghệ sĩ nào mà chú biết còn bên Pháp chú? Bên Pháp thì chú biết còn Minh Tâm, Tài Lương và Minh Đức, Kiều Lê Mai. Yeah. À, còn chú Phương Thanh thì đã qua đời rồi. Yeah. À, hình như bên Tuồng Cổ thì còn chị của anh Thành Lộc là... À, chị Bạch Lê. Yeah. Bạch Lê với chú Thanh Bạch. Chú Thanh Bạch. Yeah. À, Bạch Lê cũng đang định cư bên Pháp. Yeah. À, chú ở bên Pháp như vậy thì tới năm mấy chú mới dọn qua bên Mỹ này? Năm 89, cuối năm 89 thì chú đi qua đây. Yeah. Có nhiều năm trước thì có qua đây diễn, yeah, rồi về. Nhưng mà vì năm 89 chú thấy chắc phát triển ở bên Mỹ được cho nên yeah, chú đi. Đi thì coi như khởi đầu, khởi nghiệp là từ tháng 1 năm của năm 90. 90, dạ. Yeah. Con có coi cái tuồng Sông Dài mà Thúy Nga phát hành đó, yeah, thì đó là quay ở bên cái Mỹ. Cái đó quay bên Mỹ. À, bên Mỹ năm bên 88. 88, dạ. Yeah. Yeah. 86 Lan Về Điệp, thì 88 là của Sông Dài. Dạ, yeah. Khi mà chú qua đây thì qua Mỹ này chú có lập đoàn không? Không. À, trước, sau này ở định cư thì có, yeah, à, trước thì không, mà ở lúc mà qua Cali đó, yeah, thì mình mới thành lập nhóm, yeah, nhóm cổ nhạc Văn Lang luôn, à, nhóm cổ nhạc Văn Lang chung với Linh Tuấn với Thanh Huyền, yeah, đó. Rồi hòa ca cổ nhạc, nhóm cổ nhạc Văn Lang, hòa ca cổ nhạc, rồi cái gì tri âm hòa điệu, tri âm hòa, à, tri âm hòa điệu. Và gần đây nhất thì cách đây khoảng 5-6 năm thì thấy chú có chương trình Tiếng Tờ Đồng. Dạ, chương trình Tiếng Tờ Đồng cùng với nghệ sĩ Ngọc Đăng Thanh. Dạ, dạ. À, mặc dù là chương trình đó ngày nay thì không còn nhưng mà dạ, khán giả vẫn xem ở trên YouTube thì khán giả dạ, nhớ cô sau Đăng Thanh năm là chú. À, sau 5 năm rồi thì cũng hơi mỏi mệt rồi, mình cũng muốn đi chu du cho các nơi để chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là những cái sự biểu diễn của mình, yeah, cho bà con ở các vùng sâu vùng xa khác để thưởng thức thêm, cho nên hơi vắng mặt ở California. Rồi sau này chú trở về Việt Nam theo lời mời của các chương trình, yeah, hoặc là đi thăm gia đình, yeah, hoặc là đi hát những bà con nào ái mộ đó thì mời mình về để hát cùng với nhau. Dạ. Yeah. À, phải nói là năm 2018 vừa rồi là đánh dấu 100 năm cải lương Việt Nam. Yeah. Mà phải nói là cải lương Việt Nam là coi như là cái huyết mạch của người dân Việt Nam mình. Yeah. Nhưng mà càng ngày thì con thấy cải lương Việt Nam lại không mạnh như cái thời trước 75 chứ. Vì sao mà cải lương không mạnh là vì có những cái chương trình game show của TV, yeah, hoặc là có những cuốn video. Nếu bà con nào coi cái tuồng trên video thì mình đâu có coi sân khấu nữa. Yeah. Vì thế cho nên sân khấu bị không có sáng đèn là bị vì những cái chương trình TV. Yeah. Vì thế cho nên Đoàn Kim Chung không bao giờ thấy trên TV. À. À, ông Bầu Long cũng không cho quay. Người ta mời chứ, đài truyền hình cũng mời quay tuồng để nhất kiếm, Thiên Hà để nhất kiếm. Hay là tuồng Máu Nhuộm Sân Chùa hay Áo Vũ Cửa Hàng. Ít thấy lên TV lắm. Yeah. Chỉ có quay audio. Hoặc là sau này người ta thực hiện lại, người ta mới làm được video DVD thôi. Yeah. Chứ còn Kim Chung ngày xưa thì rất là ít lên TV. Yeah. Một tuần mà lên TV rồi thì diễn chừng một vài tuần nữa rồi bắt đầu dẹp. Yeah. Không còn hát nữa. Yeah. Đoàn cái tuần mà cuối cùng mà của Đoàn Kim Chung mà chú diễn đó là tuần Nắng Thu Về Ngõ Trúc. Nắng Thu Về Ngõ Trúc. Yeah. Yeah. Của soạn giả Yên Lan. Yeah. Chú đóng với ai chú? Chú đóng với cô Hương Lan ngày đó. À. Thì năm cái tháng 4 75 là và cuối cùng, yeah, thì khoảng tháng 3 chú diễn cho tới tháng 2 diễn cho tới tháng 3. Mà nguyên 30 ngày đó mà rạp đó, nó chỉ vơi đi khoảng chừng 100 người. À. Tức là mỗi xuất diễn 1.000 người. Ừ. Mà cho tới gần mà ao đó thì, yeah, thì mình được khoảng chừng 800-900 khách. Yeah. À, tù đó rất được ăn khách. Yeah. À, hiện nay thì chú ở Seattle thì chú có dạy hát cải lương hay là có cái chương trình gì trên đó không? Chú đi hoài cho nên ít dạy. Yeah. À, chú cũng có những cái chương trình dạy online nhưng mà ta gọi FaceTime đó mà. À.
thấy nhau để con mà rồi người ta học trò cá chặt chỗ nào thì mình chỉ. À. Chỉ có một cái là mình đợi bên này thì khi mà tới được học trò thì nó mất hết 2 second, nó delay. Yeah. Cái người ca cũng vậy, ca qua mình đợi, ủa sao con ca rớt hoài vậy? Nhưng mà kỳ thực không đúng, không phải. Tại người ta sau 2 second. Sau 2 second. À, yeah. Cho nên khi dạy xong rồi mình chỉ huấn luyện cái giọng thôi. Yeah. Còn cái nhịp thì chú phải thâu cái clip đờn, chú gửi qua bên kia. Rồi người ta mở cái clip đờn đó ra ca, thì đúng nhịp. Thì thầy mới công nhận, ồ đúng nhịp rồi. Gần đây chú có sáng tác những bài ca vọng cổ nào không? Để đánh dấu 100 năm kỷ niệm thì chú có sáng tác một bài 100 năm còn vang mãi lời ca. Đã trình diễn những ngày giỗ tổ hồi năm 2018 vừa qua. Phải nói với một người nặng lòng với sân khấu cải lương như chú thì phải làm mấy chương trình mới nói hết về chú và cải lương Việt Nam. Nhưng mà gói gọn trong 40 phút và đặc biệt là lâu lâu chú mới xuống đây thì con phải nói có bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi chú hết. Con cảm ơn chú đến với chương trình. Mong rằng sẽ có lần tới được trò chuyện cùng chú. Dạ, bây giờ thì Chí Tâm đi thì để quảng bá nhiều về cái máy Kangen Water. Nếu mà quý vị quan tâm tới sức khỏe thì nên có cái máy nước. Website của Chí Tâm là nước tâm tuyền.com. Cảm ơn Jimmy cũng như cảm ơn đài đã cho Chí Tâm cơ hội để giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn cũng như chia sẻ về những cái quá trình hoạt động nghệ thuật của Chí Tâm từ những năm trước 75 cho đến bây giờ. Dĩ nhiên thì nói nhiều cũng nói hoài cũng chưa hết cái chuyện cuộc đời sự nghiệp của một người nghệ sĩ đã từng lăn lóc trên bước đường nghệ thuật này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã yêu thương từ những năm trước 75 mãi cho đến bây giờ. Và xin chào tạm biệt quý vị. Trước thêm năm mới cũng chúc cho quý vị và các bạn có thật nhiều niềm vui, an lành, hạnh phúc, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Con cảm ơn chú và chúc chú trong những ngày tới thật nhiều sức khỏe và công việc của chú sẽ được thành công mãi. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn. Cùng với lời chào đó xin kết thúc chương trình The Jimmy Show ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Gió ngừng gót xuôi ngược để tìm về nơi bên mơ. Bên cũ ngày xưa người đi không một lời từ, giá anh có cửu long nước sông buồn mang mát, tôi yêu hoàng hôn Đà Lạt cổ sương mơ. Quán lành khuya nay vàng nhạt bóng trăng sâu, tôi và anh cùng mang chung tâm sự thương quê nghèo sau những ngày tháng loạn ly. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.